xấu, và nếu phát triển tốt thì cây cà có thể dài từ 10 ít nhất là cũng 10 mét đến 20-25 mét là có nghĩa là sư phụ rồi đó, là quá cao tay nghề đó. Cây cà bình quân như là khoảng một chùm là nửa ký nha, là cây cà có thể 15-20 chùm, khoảng 10 ký đến 17 ký thôi, hơn 10 ký. Bây giờ là mình đang rung bông, mình ngó cái cây này cho cây cà nó rung, tại vì trồng trong đây thì nó ít gió hơn nên phải rung như gì cho nó mới đậu phấn, thụ phấn, và một hạt phấn là tượng trưng cho một cái hạt cà, cho nên rung như vậy là cái cà nó sẽ, cái sai nó sẽ bự lên. Tại vì mình muốn rung gì á, à, sau khi mà trời, mặt trời có nắng lên đó, là khoảng nửa tiếng sau là mình rung liền, tại vì cái bông này mà trễ là nó sẽ khô phấn, mình rung trễ là sẽ bị khô phấn nha. Khô phấn thì nó sẽ không có đậu được, với lại cái nhụy nó sẽ bị tóp lại, không có phấn, không có vô trong cái bầu nhụy được. Không nữa là nói gì đó là cho phấn rồi. Còn cái này là cái đường dây để mình đẩy xe vô, mình quấn tỉa với hai cà thật tự nhiên. Nhưng mà cái trồng ở ngoài thì có gió, cái gió thì mình không cần phải rung gì, nhưng mà nếu mình trồng ở nhà dài cây mười mấy 20 cây thì mình cũng nên làm như gì cho nó tăng cái tỷ lệ mà đậu phấn nữa, đậu trái lên, tại vì nếu như mà lỡ qua một cái thời điểm nào của nó mà để đậu trái là nó sẽ lép trái, nó không có to. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Hiểu các bạn cách mà để mà chừa chồi cho cái cà nó có nhiều trái nha. Đa số cái mấy cái chồi nhỏ nhỏ này nè là chồi địch, nên mình tỉa hết nha, sạch luôn. Chỉ có cái chồi mà dướng chùm bông á gọi là mới là chồi cái. Chồi này chừa là sẽ đậu trái nè, còn mấy chồi nhỏ nhỏ nách lá khác thì là chồi địch, mình phải tỉa. Đây là một cái chồi này dướng chùm bông đó, nó cũng là chồi cái, nên mình sẽ chừa lại, mà chừa tối đa là hai chồi dưới một cái chồi chính thôi. À, như cái này, như thế nào mình kéo thêm chồi nữa là mình ăn gan thêm được một cái chồi nữa, là một chồi đó là nó trái tương đương nhiều, tương đương như là cái chồi chính vậy đó. Không, đây là hướng dẫn lại cái này nè, cái chồi nè, mấy cái chồi này thì hết, còn cái chồi này dưới cái chùm bông
rồi dưới chùm bông là trò cái mình chừa lại, chừa trò này xong rồi chừa thêm trò này nữa. Thế mà được ba chòi là mỗi chòi nó khoảng 3-4 kg vậy đó, có khi là 10 kg tổng cộng cái cả nha. Chúc các bạn thành công.